Thủy. Ba cuốc ra đông, nhà nông ba cuốc ra đông. Ai ơi có hay nhà nông vác cuốc ra đông. Dạ, xin chào ban giám khảo. Chào anh MC cùng toàn thể khán giả. Em tên Lợi Thủy, em ở Bình Dương, em là một nhà nông. Nhà nông xách bọc ni lông, nhà nông xách bọc ni lông. Ai ơi có hay nhà nông cũng biết tặng bông. Dạ, em xin tặng. Trời ơi chị, sáng nay em để thi chị. Trời ơi cưng chị quá trời. Dạ cảm ơn chị. Sen. Chị tên Lệ Thủy thì chị có nghe cô Lệ Thủy ca không? Chị có ca giọng cổ được không? Dạ được. Chị ca thử một câu em nghe coi, em biết lần dân miền Tây là ta mê giọng cổ lắm. Dạ thôi để anh chúc em ca. À, đi rồi. Rồi, chị đang làm công việc gì? Dạ, trồng rau. Trồng rau ôm. Ở đâu? Dạ, ở Bình Dương. Rau ngò ôm đúng không chị? Dạ. Rồi. Vô. Rồi, chị ơi. Bây giờ mình có đạo cụ hỗ trợ không chị ha? Dạ không. Dạ rồi, mình sẵn sàng hen. Và bây giờ thời gian 60 giây dành cho chị bắt đầu. Lần đầu tiên tôi đi lên thành phố Hồ Chí Minh, trước khi đi má tôi qua căn dặn: con lên đó con nhớ coi người thành phố đón xe sao, con làm theo ý vậy như hôm. Cái tôi lên thành phố cái tôi thấy có ông già ông quắc xe xích lô đạp lão nói 72 Phạm Ngũ Lão. Cái xe chở ông đi, rồi tôi biết rồi, mình đón xe cái mình nói tên nói tuổi của mình cái ta chở mình đi. Cái tôi hớn hở tôi quắc xin lô lại tôi nói 18 Nguyễn Thị Lúa. Xin lô đi đâu? 18 Nguyễn Thị Lúa. Xin lô nói lúa quá thôi đi bộ đi con, bỏ chạy tuốt. Đón xe không được cái tôi đành phải đi bộ. Đi bộ vừa đói bụng vừa khát nước. Cái tôi thấy cái tấm bảng có ba chữ sữa Honda. Cái tôi mới bước vô tôi mừng quá tôi nói anh ơi bán cho em ly sữa Honda. Danh hài xuống nhà đã cười, chỉ có 2 triệu. Quý đầu nó vui hơn nhưng mà chị diễn đạt chưa có lành mặt thôi. À, còn cái đoạn thứ hai là em cười ủng hộ đó, cười trả tiền bông. Hai bó mới có 1 triệu. Bông dạng lên giá dễ sợ. Nhưng mà thương, cái này là thương ha. Ừ rồi, có cái gì hay hơn không chị? Chị ơi, dạ chị suy nghĩ kỹ nha. Gợi ý của em là bây giờ chị có 2 triệu. Nếu mà mình có được cái tiểu phẩm nào á mà nó chất lượng hơn á, mình tiến đến vòng 2 lấy 10 triệu. Nhưng nếu mình thấy cảm thấy mình không tự tin lắm á, như là vừa rồi là còn 5 giây nữa là hết giờ á, thì mình tạm ngừng, mình lấy 2 triệu mang về cho chắc ăn. Dạ em đi tiếp. Đi tiếp. Chủ yếu là mê hài chị ha. Thích được Tiếu Lâm đúng không? Thích được nói nhiều cho mọi người vui, mang nhiều niềm vui đó cho họ. Rồi, đồng ý. Bây giờ 60 giây cho chị bắt đầu. Trời ơi, tức quá mà. Có bà má chồng nào léo lợi như má chồng của tôi không? Chồng của bà với chồng của tôi 2 đứa chết 1 lượt. Cái bà nói với tôi: thôi má con, mình có buồn cũng ráng cắn răng chịu, đừng thèm bước thêm bước nữa nghe con. Má nói với mình tuần trước cái từ sau bà bước à. Mình mới hỏi bà sao bà nói cắn răng chịu mà. Cái bà nói mày còn nhỏ, mày còn răng, mày còn răng. Đã có 10 triệu đồng. Ủa bà súng răng thiệt hả? Nè cái tay là lấy ra đó. Trời đất ơi. Cũng làm kỹ xảo, điện ảnh sao mà cũng kiếm tháo cái bằng nạo ra lắp lại trong vòng 1 nốt nhạc. Thú hồn ai ngờ, súng thiệt. Nhưng mà cái câu chuyện có ý có duyên, đúng không các bạn? Câu chuyện này. Và chị đã có 10 triệu. Vòng sau chị còn cái gì tháo nữa không? Giờ thì em đến đây thì cũng vui là chính. Em xin dừng nhưng em còn một tiểu phẩm nữa em xin muốn. Đấy. Rồi, dừng cuộc chơi. Thấy cưng quá. Xin mời chị diễn tặng. Rất chân thành tôi xin chúc cho Trường Giang tiếng răng cao trên con đường nghệ thuật.
và xin chúc Giang có nhiều sức khỏe để Giang đem niềm vui đến cho mọi người. Riêng Trấn Thành xin chúc luôn đẹp trai, sang nhất trần gian đẹp trai nhất thế gian này. Nói chung là điều này. Cảm ơn chị đã đến với chương trình và chị xứng đáng nhận được quà tặng của chương trình là 10 triệu đồng. Xin mời hai danh hài nhận thưởng 10 triệu đồng. 10 triệu, đây chị, 10 triệu đồng. Tôi rất là hãnh diện khi được chương trình tạo cho mình một dịp mai để mình thực hiện được ước mơ của mình. Trước tiên là cũng hâm mộ hai danh hài, sau nữa là muốn đem niềm vui cho tất cả mọi người xung quanh. Sau hôm mình rất là hài lòng vì mình đã diễn hết mình. 10 triệu thì mình cũng đã, số tiền cũng quá lớn đối với mình làm cái nghề nông.